Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chính thức thông qua thông tư số 28 về ban hành điều lệ trường tiểu học. Điểm đáng chú ý ở thông tư đó là giáo viên không được phê bình học sinh trước cả lớp, trước toàn trường hoặc trong cuộc họp chung với cha mẹ học sinh. Học sinh có khuyết điểm tùy theo mức độ vi phạm có thể thực hiện các biện pháp kỷ luật, nhắc nhở, hỗ trợ để học sinh tiến bộ hơn, thông báo với cha mẹ học sinh để phối hợp giúp đỡ học sinh khắc phục khuyết điểm. Ngoài ra, học sinh được rút ngắn thời gian thực hiện chương trình học, học ở độ tuổi cao hơn tuổi quy định, học kéo dài thời gian, học lưu ban. Học sinh có thể lực tốt và phát triển sớm về trí tuệ, có thể được học vượt lớp trong phạm vi cấp học.